Hôm nay thì mình chỉ cho các bạn cách nắn gắn một cái mạch con diode nắn trầu để lấy nguồn điện DC. Thì ở đây mình có một cái trăng phô hay còn gọi là biến thế nè. Cái trăng phô này lấy trong cái âm ly cũ hư mà trăng phô thì còn xài được, thì sẽ chỉ các bạn lấy ra một cái nguồn 12V. Thì ở đây đây là 12V nè, đây là 0V. Mình sẽ gắn cái mạch nắn cầu vô đây để mình lấy điện 12V, tại vì chưa có mạch nắn cầu thì điện nó sẽ ra AC. Khi mình gắn mạch nắn cầu vào thì sẽ lấy ra là DC, lấy nguồn điện DC để xài cho các mạch thiết bị điện tử ha. Rồi mình sẽ giới thiệu bạn, đây đây là một cái mạch nắn cầu và được được đấu nối sẵn vào đây rồi. Thì bây giờ mình chỉ hàn vô đây thôi. Mình ở trên đây nó có 4 chân, thì một chân là trọng là chân dương, một chân là trừ là chân âm. Thì hai cái chân này là sẽ mình lấy cái chân này để nuôi thiết bị điện tử, còn hai cái chân giữa là chân AC. Mình sẽ hàn vào cái chân 0V và cái chân 12V. Bây giờ mình sẽ cắm cho mình hàn cho bạn coi ha. Đây. Rồi, một chân. Đây thì mình hàn vô thêm một cái tụ này, tụ này là tụ tụ quá, tụ này để lên để lọc lọc nguồn điện thôi ha. Thì trên đây nó cũng có là chân âm, đây là chân bên đây ghi âm thì tức là bên đây sẽ dương, thì mình cũng hàn qua chân này thôi. Ở đây là dương, ở đây là âm, thì mình hàn dương, âm theo âm. Đây mình chấm chì vô thôi. Rồi xong. Thì ở phía sau thì mình sẽ cắm một cái phích cắm, hàn cái phích cắm vào chân 0V và chân 220. Chứ nếu mình hàn vô một chân 110 chứ là 0V này thì mình cắm vô nguồn điện mình 220 là sẽ cháy cái cục này ngay. À, vậy hàn vào 0V và 220. Mình sẽ hàn vô 0V. Chân bên đây qua hàng qua 220. Rồi đây mình quay ngược lại thì ở đây mình cái chân chân dương thì mình hàn vô cực dương, dây đỏ ha, dây đỏ là cực dương,
để mình lấy cái nguồn ra ha, mình cấp cái thiết bị điện tử ha. Còn trên xanh, còn dây xanh thì mình hàng vô cực âm. Để kiểm tra coi cái mạch điện tử này nó có chạy hay chưa ha. Rồi mạch đang chạy, vậy là mình đã hàng làm đúng và mạch đã chạy có điện, nó ra 12V không. Rồi các bạn thấy có đơn giản không nào? Rồi, chào các bạn.